trước cô đã giới thiệu các em về một số hợp chất hữu cơ đúng nào, như là khí metan hay là khí ethylene, thì hôm nay cô tiếp tục giới thiệu các em một hợp chất hữu cơ nữa. Đây cũng là một trong những hợp chất hữu cơ được ứng dụng nhiều trong thực tiễn. Vậy thì hợp chất này có công thức như thế nào và có tính chất hóa học ra sao? Người ta vào bài 38 acetylene. Một số kiến thức em cần nhớ cho cô đó gì đây? Acetylene C2H2, khối lượng phân tử, khối lượng mol phân tử là 28. Ta đi vào phần thứ nhất đó là tính chất vật lý. Tính chất vật lý thì các em nhớ cho cô đó là gì đây? Khí acetylene. Acetylene tồn tại dưới dạng khí, là chất khí. Không màu. Không mùi. Không tan trong nước. Không tan trong nước. Nhẹ hơn không khí. Vậy thì có tỉ khối của acetylene và không khí là 26/28. Cô xin lỗi, 26/29 nhỏ hơn 1 đúng nào? Vậy thì acetylene là khí nhẹ hơn không khí. Được chưa nào? Đây là một số tính chất vật lý các em cần ghi nhớ được giúp cô. Ta chuyển sang phần thứ hai đó là công thức cấu tạo. Hai yếu tố công thức cấu tạo. Hai chính là cấu tạo phân tử. Acetylene có cấu tạo phân tử, công thức cấu tạo là C2H2. Vậy thì cấu tạo phân tử của nó như thế nào? Thì các em lưu ý cho cô, acetylene là có cấu tạo phân tử gồm có gì đây? Gồm có hai nguyên tử carbon sẽ liên kết với nhau bằng ba gạch nối này, và mỗi nguyên tử carbon này sẽ liên kết với một nguyên tử hydro, đây là C2H2 đúng nào, và được viết gọn lại là liên kết với nhóm HC, hai nhóm HC này liên kết với nhau. Được chưa nào? Vậy thì cái liên kết giữa hai nguyên tử carbon này người ta gọi là liên kết gì? Thì các em nhớ lại một chút cho cô đó là gì đây? Mỗi liên kết được thể hiện bằng gì? Bằng một gạch nối đúng nào? Vậy thì ở đây có ba gạch nối thì người ta gọi là gì đây? Người ta gọi là liên kết 3. Vậy thì kết luận ở đây là gì? Hai nguyên tử carbon trong phân tử acetylene có hai nguyên tử carbon liên kết 3 với nhau. Tham gia phản ứng cháy.
metan hay là ethylene, đúng nào? Phương trình phản ứng C2H2 sẽ cháy trong oxy và cũng tạo thành CO2 và nước. Các bạn cân bằng giúp cô nào. Ở đây có mấy nguyên tử carbon nhỉ? Có hai nguyên tử carbon. Nào vậy cô sẽ thêm 2 vào CO2. Ở đây có gì đây? Ở đây có hai nguyên tử hydro đúng nào? Bên này cũng có hai nguyên tử hydro. Vậy thì hydro cô và hai phương trình đã được cân bằng rồi. Rồi bây giờ còn lại gì đấy? Còn lại oxy. Em đến với cô, bên này có 2 nhân 2 là 4 đúng nào? Cộng với 1 là 5. Mà bên này là có hai nguyên tử oxy rồi, vậy thì cô sẽ ghi hệ số 1/2. Ở đây 5/2 nhân 2 có phải được 5 nào? Đúng nào? Tuy nhiên nếu các em không thích để dưới dạng phân số như thế này, các em có thể nhân tất cả các hệ số của phương trình này với 2. Thì hệ số ở đây sẽ là 2, 5, 2, được chưa nào? Ta chuyển sang phần tính chất hóa học khác của acetylene. Như cô đã nói với em thì sau đây acetylene có liên kết 3 trong mạch đúng nào? Và trong liên kết này có hai liên kết là kém bền, vậy thì cũng tương tự như ethylene, acetylene cũng có khả năng làm mất màu dung dịch chrome. Tại sao liên kết thứ hai nó đã làm tác dụng với dung dịch chrome? C2H2 và C2H2
H4 cùng tác dụng với dung dịch brom thì các em nhớ lưu ý tỷ lệ brom giúp cô để chúng ta có thể làm bài tập cách chính xác nhé. Rồi đây là hai tính chất hóa học đặc trưng của acetylene. Ta chuyển sang phần thứ ba, đó là ứng dụng. Vậy muốn thu được C2H2
muốn thu được C2H2. Muốn thu được C2H2. Vậy có nghĩa là gì đây? Có nghĩa là khí C2H2 này của cô phải là khí cuối cùng thoát ra ngoài, đúng nào? Vậy thì hai khí này phải làm sao đây? Hai khí này phải bị giữ lại hay tác dụng với một chất nào đấy để tạo thành phương trình phản ứng, đúng nào? Thì khí, và điều quan trọng hơn nữa là khí C2H2 của chúng ta phải làm sao đây? Phải không phản ứng được, đúng nào? Phải không phản ứng với những chất mà hai khí này phản ứng. Thì khí C2H2 này chúng ta mới thoát ra và chúng ta mới thu được khí C2H2. Vậy thì phương pháp làm ở đây là gì đây? Là các em sẽ dựa vào tính chất hóa học. Tính chất hóa học, sự khác nhau về tính chất hóa học của các khí này. Vậy thì ở đây cô sẽ chữa để các em có thể tham khảo hơn, là cô sẽ dẫn hỗn hợp khí này qua dung dịch CaOH tất cả hai lần dư, hoặc là cũng có thể dung dịch NaOH hoặc là KOH cũng được, miễn là sao các dung dịch này đảm bảo cho cô đó là dung dịch bazơ dư. Đây trên nào dung dịch bazơ dư. Rồi, vậy thì bài làm ở đây là gì đây? Cô sẽ dẫn hỗn hợp khí này qua dung dịch CaOH tất cả hai lần dư. Dẫn hỗn hợp khí thì có những khí nào phản ứng nhỉ? Hỗn hợp khí này của cô là gồm có C2H2, CO2 và FO2. Qua dung dịch CaOH tất cả hai lần dư. Được chưa nào? Và sẽ có khí nào phản ứng nhỉ? Sẽ có khí CO2 và FO2 phản ứng với dung dịch CaOH tất cả hai lần. Phương trình phản ứng của cô ở đây là gì? FO2 cộng với CaOH tất cả hai lần sẽ thu được CaSO3 phản ứng. Tiếp tục, CO2 cộng với CaOH tất cả hai lần cũng thu được tương tự CaCO3. Đúng nào? Vậy thì hai khí này đã bị giữ lại trong CaOH tất cả hai lần, đúng nào? Đã phản ứng với CaOH tất cả hai lần. Và khí C2H2 này có phản ứng với CaOH không nào? Không, đúng nào? Vậy thì khí thoát ra sẽ là C2H2. Tuy nhiên đề bài yêu cầu là C2H2 thu được ở đây phải là tinh khiết, và thường trong một số phản ứng này nó sẽ sinh ra cả hơi nước nữa. Do đó muốn thu được C2H2 tinh khiết thì các em phải dẫn qua một dung dịch nào đó để nó gì đấy, nó hấp thụ lại nước, đúng nào? Vậy thì tiếp theo cô sẽ dẫn hỗn hợp khí sau phản ứng. C2H4 và C2H2
tác dụng khác với dung dịch brom dư. Và lượng brom phản ứng là 5,6 gram. Đề bài yêu cầu là gì đây? Viết phương trình hóa học và tính thể tích khí khí trong hỗn hợp. Vậy chúng ta cùng làm lần lượt. Đây là tính chất hóa học gì nhỉ? Đây là phản ứng cộng đúng nào? Thể hiện ở đâu đây? Chính là thể hiện ở nối đôi trong mạch carbon, nối đôi và nối ba trong mạch carbon đúng nào? Rồi chúng ta cùng làm bài tập này. Bài tập thứ ba. Ở đây ta có phản ứng gì đây? Ta có phản ứng C2H4. Tác dụng với dung dịch brom. Tạo thành gì đây? Tạo thành C2H4 BrBr2. Tiếp tục C2H2. Tác dụng với dung dịch brom dư đúng nào? Tác dụng với dung dịch brom dư đúng nào? Vậy thì nó sẽ tạo thành giải quyết xong phần A là viết phương trình hóa học, ta chuyển sang phần B. Phần B thì các em cần là tính phần trăm thể tích khí trong hỗn hợp. Và bây giờ các em muốn tính được phần trăm thể tích khí trong hỗn hợp, các em phải xác định được gì đây? Xác định được lượng khí trong hỗn hợp này là bao nhiêu. Hay nói cách khác, nói chính xác ra chúng ta phải tính được số mol từng khí có trong hỗn hợp, đúng nào? Vậy thì đối với bài này, ta phải tìm được số mol của hai khí. Ở đây chúng ta có hai ẩn, chúng ta cần tìm đúng nào. Vậy thì cô sẽ đặt số mol của C2H4 là x, và đặt số mol của C2H2 là y. Vậy thì ta sẽ thu được phương trình đầu tiên liên quan tới gì đây? Cho 0,56 hỗn hợp. Cô xin lỗi, cho 0,56 lít khí hỗn hợp này đúng nào? Vậy thì tổng gì đây? Tổng khí lúc này là 0,56 lít. Và 0,56 lít này tương ứng với bao nhiêu mol này? Mol của hỗn hợp sẽ bằng 0,56 chia cho 22,4 và bằng 0,025 mol. Chính là gì đây? Số mol của hỗn hợp chính là số mol của hai khí cộng lại đúng nào? Vậy nếu cô đặt số mol của CH4 là x và số mol của CH2 là y, cô sẽ có gì đây? Cô sẽ được x cộng y chính bằng số mol của hỗn hợp đúng nào? Và bằng gì đây? Bằng 0,025. Đúng chưa nào? Tiếp tục, người ta lại cho gì nữa nhỉ? Người ta lại cho lượng brom phản ứng là 5,6 gram. Vậy số mol của brom phản ứng là bằng bao nhiêu? Số mol của brom sẽ bằng 5,6 chia cho 80 nhân với 2. Các em tính giúp cô kết quả này ra bao nhiêu nào? 5,6 chia cho 160 và bằng 0,035 mol. Đúng nào? Đây chính là lượng gì đây? Đây chính là lượng brom phản ứng đúng nào? Đây chính là lượng brom phản ứng với hai khí C2H4 và CH2. Các em nhìn vào phương trình này giúp cô. Nếu cô có đây là x mol C2H4, vậy thì số mol brom phản ứng là bao nhiêu nào? Các em nhìn giúp cô tỉ lệ phương trình này nhá. C2H4 phản ứng với 1 mol CH4 phản ứng với 1 mol brom đúng nào? Vậy thì x mol CH4 sẽ phản ứng với 2, cô xin lỗi, x mol brom. Tương tự CH2 cộng với brom, cô xin lỗi, phương trình ở đây vẫn bằng thêm 2 và trước brom. Em nhìn đây, 1 mol C2H2 phản ứng với 2 mol brom đúng nào? Vậy thì nếu cô có đây là y mol CH2, vậy thì số mol brom ở đây sẽ là bao nhiêu? Số mol phản ứng sẽ là 2y đúng nào? Vậy thì từ hai phương trình này cô sẽ tính được gì đây? Cô sẽ tính được lượng brom phản ứng với hỗn hợp này là bao nhiêu đúng nào? Và lượng brom phản ứng sẽ bằng gì đây? Chính bằng x cộng 2y đúng nào? Và sẽ bằng x cộng với 2y đúng nào? Vậy đây gọi là 1 này, đây cô gọi là 2. Vậy từ 1 và 2 chúng ta sẽ thu được hệ phương trình. X cộng 2y
15 đúng nào, x bằng 0,015 và y sẽ bằng 0,001. Được số mol của C2H4 và C2H2 trong hỗn hợp này rồi. Bước cuối cùng là chúng ta sẽ tính phần trăm thể tích khí này trong hỗn hợp. Và một lưu ý, cô đã nói với các em rồi là phần trăm gì đây? Phần trăm thể tích chính bằng gì đấy? Phần trăm thể tích chính bằng phần trăm của số mol tại cùng một điều kiện đúng nào? Vậy thì suy ra phần trăm của C2H4 trong hỗn hợp sẽ bằng gì đây? Phần trăm thể tích của C2H4 trong hỗn hợp sẽ bằng phần trăm của số mol của C2H4 trong hỗn hợp. Và bằng gì đây nào? Và bằng 0, mấy đây? Số mol của C2H4 là 0,015 đúng không? Chia cho số mol của hỗn hợp là 0,025 và nhân với 100%. Các bạn em tính giúp cô tỷ lệ phần trăm này là bao nhiêu? Và sẽ bằng 60%, đúng không? Vậy chúng ta phần trăm về thể tích của C2H2 sẽ bằng bao nhiêu đây? Sẽ bằng 100 trừ đi 60 và sẽ thu được 40%. Thấy chưa nào? Đây là bài tập liên quan tới khả năng phản ứng tham gia phản ứng của hai hợp chất hữu cơ đó là C2H4 và C2H2 tác dụng với dung dịch brom đúng nào? Vậy thì bài giảng hôm nay cô đã giới thiệu với các em về tính chất vật lý, tính chất hóa học của acetylen. Cô hy vọng qua bài giảng này và bài giảng trước đó các em sẽ nắm được cho cô về các hợp chất hữu cơ chúng ta đã học từ đầu đến giờ, đó là khí metan đúng nào, khí ethylen và acetylen. Chúc các em học tốt và hẹn gặp các em ở bài giảng tiếp theo. Chào các em, cô là Thúy Hiện đang giảng dạy môn hóa tại trung tâm Việt Giác. Nếu các em cảm thấy các video bài giảng của cô giúp ích cho mình trong quá trình học tập thì các em nhớ subscribe, like kênh YouTube và theo dõi trang Facebook Học cùng Việt Giác. Có gì không hiểu các em có thể trao đổi inbox trực tiếp cho cô sẽ giúp đỡ các em. Hẹn gặp lại các em.